Hi, welcome back to my channel Stars Kirago. Ok. Và tựa game đầu tiên, Poppy Movie. Here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Let's go. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Let's go, các bạn sẽ tiến sâu bên trong. Thank you.
So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. Factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really wish I could go back to being a kid. And it's weird, because adults aren't just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older and older, and then you die. Human bodies just can't stay young forever. There's things though, like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something, right? All right, I think we're getting a little off track. Bình thường lại rồi. Thank you.
Let go. Khi đủ 8 món đồ thì các bạn sẽ quay xuống dưới tầng 1 và đó thì các bạn sẽ mở được cánh cửa đó ra. Nhưng mà xuống tầng này thì các bạn sẽ phải có một chiếc chìa khóa để mở được. Thì các bạn sẽ tìm chiếc chìa khóa đó, sau đó mở ra và lắp 8 món đồ vào. Thì đó thì các bạn sẽ hoàn thành được tựa game này và biết được con ma tựa game này nó là ai. Đó chính là Slenderia và là từng giáo viên ở ngôi trường này. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Let's go. Sẽ phải hoàn thành lại tựa game này. Let's go. Okay, let's go. Tôi kênh tiếp theo là Pirin. Let's go.
挖的跟着跳，阿斯鲁 ，Let's go。Trong tất cả này thì các bạn sẽ phải đi tìm 8 tờ giấy. Khi đó thì các bạn sẽ quay lại vị trí ban đầu và hoàn thành được cái này. Đó là các bạn sẽ ấn vào cánh cửa chính. Khi đó thì các bạn sẽ thoát ra khỏi ngôi nhà này. Một ngôi nhà ma ám, và ngôi nhà này đó chính là một bệnh viện. Bệnh viện bỏ hoang khá lâu rồi. Bệnh viện này theo mình nghĩ cũng phải đến tầm 100 năm. Cho nên những bức tường bong chóc to get the trail. Thank you.
Tiếp tục các bạn sẽ phải đi tìm kiếm chiếc khóa để mở tiếp cánh cửa tiếp theo. Okay. Và mình sẽ sang được cái tiếp theo Slenderia. Rồi sau là chữ. Sẽ phải đi xung quanh những điểm quanh trò để tìm kiếm món đồ. Và làm sao để các bạn sẽ phải tìm được bảy chiếc chìa khóa, và khi đó thì các bạn sẽ hoàn thành tựa này. Bảy chiếc chìa khóa đó các bạn sẽ mở được một thứ, đó chính là một cỗ quan tài. Các bạn sẽ mở ra và các bạn sẽ được một chồng đó đi. Ok. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Slenderia Free Version. Let's go. Thank you.
Let's go. Sẽ rộng ra các bạn nhé. Ở đây thì các bạn sẽ không mở được cái này, không mở được ra. Và đây là những avatar để các bạn có thể tiếp tục. Ok.